Xin chào, lại là Trường và Mau An đây. Và đây sẽ là phần tiếp nối của video trước rằng mình sẽ nói về những chiếc máy chạy chip M3 trước khi chúng ta có những con máy M4 ra mắt tại sự kiện WWDC24 nhá. Và nhân vật tiếp theo của chúng ta, MacBook Pro 14 inch, đây sẽ là bản chip M3 và cấu hình của nó sẽ là 8GB RAM ổ cứng 512SSD. Vậy thì chiếc máy này sẽ có gì hơn so với thiết bị tiền nhiệm của nó? Và liệu đây có phải là lựa chọn của các bạn hay không? Thì hãy xem hết video này để đưa ra quyết định nhá. Bắt đầu ngay sau intro này. Nếu các bạn đã mặc định rằng đây là một sản phẩm tốt và đã rất là muốn sở hữu sản phẩm này rồi thì ở Mark One đang có rất nhiều hàng cho chiếc MacBook Pro M3 này nhá, cả cấu hình 8GB và cấu hình 16GB. Mình sẽ để đường link ở phía bên dưới để các bạn có thể click vào và lựa chọn ngay nhá. Đối với cả chiếc máy này thì là một bản nâng cấp và mình thấy rằng đây là một bản nâng cấp toàn diện so với cả Pro M2 bản 13 inch. Chúng ta có một cái thiết kế mới hoàn toàn luôn và sẽ không có bất kỳ cái gì dính dáng với cả Pro M2 nữa, từ việc kích thước cho đến cân nặng rồi thiết kế máy, tất cả mọi thứ đều khác nhau. Tuy nhiên thì nếu như bạn nào mà đã sử dụng những cái chiếc M1 Pro hay là M2 Pro bản 14 inch rồi thì chúng ta sẽ không có gì bất ngờ trên chiếc máy này cả, mà thậm chí nó còn là cắt giảm đi. Phần cân nặng sẽ không còn là vấn đề nữa, tuy nhiên về cái độ dày của nó thì sẽ cực kỳ phải để ý nhá. Nếu như các bạn muốn nâng cấp chiếc máy này lên và tận dụng lại các cái phụ kiện cũ của chiếc 13 inch của chúng ta thì rất là khó, bởi vì là độ dày của nó đã tăng lên rất nhiều rồi và ngoài ra kích cỡ màn hình nó cũng lớn hơn nữa. Vì vậy nên nếu như các bạn mà muốn chọn chiếc máy này thì cũng cần phải sắm thêm lại về cái túi chống sốc hoặc là ba lô cho mình đấy nhá. Việc gõ ở trên cái bản 13 inch nó cũng ok thôi, nhưng mà đối với cả bản này chúng ta đã có một cái máy nó rộng hơn, nó to hơn rồi thì việc chúng ta kê tay vào và bắt đầu gõ ở trên này cảm giác nó cũng thích hơn nữa. Cùng với đó, khi mà đang nói về bàn phím như thế này, mình cũng sẽ muốn đề cập đến cả phần trackpad luôn. Đối với cả trackpad ở trên này thì cái công nghệ trackpad của Mac thì nó đã quá tốt từ trước đến giờ rồi, thì mình cũng không cần đề cập đến nữa. Công nghệ nó vẫn sẽ như vậy thôi, nên là khi mà các bạn đã sử dụng cái bản 13 inch của chip M2 thì trên bản này vẫn sẽ như vậy, mặc dù nó có lớn hơn một chút nhưng mà thế này thì nó cũng chưa có là đáng kể đâu. Nói về cổng kết nối thì nếu như các bạn từ bản Pro M2 13 inch lên bản này thì gần như các bạn đã có đầy đủ tất cả các cổng và có thể là tạm thời quên đi cái chiếc cáp chuyển của mình rồi. Chúng ta sẽ có hai cổng Type-C Thunderbolt cùng với cả jack cắm tay nghe 3.5 ở bên trái, cùng với cả một khe cắm HDMI và khe cắm thẻ nhớ SD. Tức là các bạn đã có đầy đủ tất cả mọi thứ. Và đây cũng sẽ là một điểm ăn tiền để cho các bạn có thể nâng cấp và lựa chọn chiếc máy này nếu như các bạn muốn có một cái trải nghiệm sử dụng nó liền mạch nhất mà không cần phải qua cáp chuyển hay là các thiết bị bên ngoài gì cả. Ngày trước khi mà các bạn muốn trải nghiệm những cái gì tốt nhất, những cái gì xịn nhất ở trên Mac thì các bạn sẽ phải chọn lên những cái bản Pro mà có chip Pro ở bên trong á. Nói thế hơi khó nhỉ. Tức là ví dụ như ngày trước chúng ta có phân cấp chip thường, chip Pro, chip Max, Ultra. Thì nếu như các bạn muốn có cái trải nghiệm MacBook tốt nhất thì phải ít nhất từ chip Pro trở lên. Nhưng mà đối với cả bản này, lần này chúng ta kể cả ở bản chip thường thôi, chip M3 cũng đã có màn hình 120Hz, màn hình cũng là 14 inch. Và đây không chỉ là bản màn hình Liquid Retina bình thường nhá, đây là bản Liquid XDR Retina. Thì tức là chúng ta sẽ có các cái màu sắc nó sâu hơn nhờ cái công nghệ mini LED. Và ngoài ra thì tần số quét 120Hz nữa cũng làm cho cái trải nghiệm nó mượt mà và nó ok hơn so với cả cái bản 13 inch, bản M2 á. Đối với cả nâng cấp như thế này thì mình hoàn toàn đồng ý rằng là các bạn sẵn sàng có thể bỏ tiền ra ngay lập tức để có thể lựa chọn chiếc máy này. Tuy nhiên thì chúng ta nên nhìn lại một chút rằng là liệu nó có xứng đáng hay không với mức giá 37 triệu như thế này tại Mac One. Thì những trải nghiệm khác của chúng ta sẽ có, đó là về loa. Loa của nó thì các bạn chỉ cần nghe ở video này thôi là sẽ biết. Đó, không hề thua kém bất cứ một bản 14, 16 inch chạy chip Pro hay là chip Max nào cả. Nó rất là tốt từng giải âm một, nhất là về âm bass, và mình cực kỳ thích âm bass ở trên chiếc máy này. Nó nghe đánh rất chắc mà nó không bị quá là rè khi mà chúng ta bật mắc tiếng lên. Và nghe ở trên này thì thôi, biết bản luôn. Tức là về cái việc giải trí, nó đã làm rất là tốt, từ việc là hình ảnh cho đến âm thanh. Khi mà trải nghiệm chiếc máy này thì chắc chắn là mình cũng sẽ phải đặt cạnh một chiếc máy nào đó để so sánh về hiệu năng máy của chiếc này, để xem là cảm giác nó có ok hay không. Và lựa chọn của mình sẽ là M3, bởi vì đây cũng sẽ là hai cái cán cân về mức giá nó gần tương tự nhau nhất mà các bạn cũng có thể lựa chọn được hàng mới. Thì đối với cả bản Pro M3 với bản M3 này sẽ dùng chung một chip, nên là gần như các thông số nó sẽ rất là ngang nhau. Như các bạn có thể thấy, điểm đơn nhân và điểm đa nhân của cả hai chiếc máy này gần như là không có sự khác biệt gì cả ở phần test CPU. Còn đối với cả phần GPU của chúng ta thì kết quả nó cũng sẽ như vậy. Vâng, không hề bất ngờ chút nào cả, nó chỉ lệch nhau một chút xíu thôi.
nó là các yếu tố ngoại quan thôi. Còn lại nhìn như cái điểm như này thì không có gì khác nhau cả ở trên cả hai chiếc máy này. Và khi mà mình test như thế này mình cũng cảm thấy hơi nghi ngờ một chút, nên bắt đầu cũng quay sang làm Premiere để xem có vấn đề gì không, có cái sự khác biệt nào đáng kể hay không. Trong cái quá trình mà mình ghép suộc kéo suộc rồi thêm hiệu ứng effect vào thì tất cả mọi thứ nó đều làm rất là tốt và không có cái sự khác biệt gì quá nhiều cho đến khi mình render video. Khi mà mình render video thì ở nhiệt độ trên chiếc Pro của chúng ta đã tốt hơn rất là nhiều, và các bạn có thể xem bảng nhiệt độ ở đây. Nhiệt độ của Pro đang chênh hơn E tương đối, và các bạn có thể nhận ra được điều này khi mà mình cảm nhận ở bên ngoài thôi, nó cũng đã rất là tốt so với con Pro và con E. Và đương nhiên lý do nó nằm ở chiếc quạt tản nhiệt ở bên trong. Dù chỉ có một quạt nhưng cũng có thể hỗ trợ cho các bạn khi mà các bạn làm việc với tần suất cao và hiệu năng nó lớn như thế này. Nhưng đấy là chỉ về nhiệt độ mà thôi. Còn về phần chúng ta render thì cả hai chiếc máy này đều có tốc độ rất giống nhau, mà trong khi đó con E lại còn nhỉnh hơn một chút xíu nữa. Và kết quả cho ra ở hai chiếc máy này mình cũng sẽ để ở đây. Và các bạn có thể thấy rằng chênh lệch của nó chỉ khoảng 2 giây mà thôi. 2 giây thì không thể nói lên điều gì cả. Tuy nhiên thì như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là nếu như trong những cái tác vụ cơ bản bình thường thì các bạn cũng có thể lựa chọn được MacBook Air để chúng ta làm một chiếc máy làm video, làm đồ họa được. Tuy nhiên nó chỉ dừng ở cái mức cơ bản và không phải là quá chuyên nghiệp đâu nhá. Đây chỉ là một video mình test ở cái dạng render 4K và hiệu ứng chưa có quá nhiều ở trong này. Còn nếu như mà với một cái tác vụ nặng hơn, làm 3D hay là làm những cái video nó mạnh nhiều effect hơn á, thì nên cân nhắc bản M3 Pro nhá. Còn bản M3 với cả bản Pro M3 như thế này thì chúng ta gọi là chấp nhận được thôi. Ok, tổng kết lại đối với cả chiếc Pro M3 này của chúng ta thì nếu như các bạn đang sử dụng MacBook Pro M2 bản 13 inch và muốn nâng cấp thì đây là một nâng cấp toàn diện và rất xứng đáng đối với chiếc máy này. Tuy nhiên nếu như là các bạn đang đặt bàn cân khi mà các bạn có chiếc M2 hoặc là M3 và muốn chuyển sang Pro M3 thì có nên hay không? Câu trả lời của mình thì là không. Cho những bạn nào mà sử dụng máy với công việc văn phòng và làm thiết kế nhẹ, bán chuyên hoặc là nghiệp dư thì E vẫn đang là một sự lựa chọn tốt hơn về mặt giá. Mặc dù là ở trong bài test mình đã có nói về cái phần nhiệt độ rằng là E nó sẽ nhỉnh hơn bởi vì nó không có quạt, thì điều đấy các bạn cũng có thể khắc phục được. Trong các cái môi trường làm việc của chúng ta thì đều là văn phòng và có điều hòa rồi, nên là nó cũng không phải quá ảnh hưởng gì nhiều đến máy. Tuy nhiên tất nhiên thì nếu như bạn nào mà vẫn muốn cày tốt nhất có thể thì vẫn có thể chọn bản Pro này. Nhưng cái nhược điểm mà tại sao mình muốn chốt về con E mà không phải con Pro này, bởi vì là cái mức giá 37 triệu này của nó đang là một trở ngại rất lớn đối với cả chiếc Pro M3. 37 triệu này các bạn đã có 16.052 phục vụ tác vụ rất là tốt, rất là ok rồi, thì rất là ít cái lý do gì để chúng ta có thể lựa chọn cái bản Pro này cả. Mặc dù là đúng, điểm lớn của nó là sẽ có màn hình 4K, có 120Hz. Tuy nhiên thì đối với cả các công việc về văn phòng hay là đồ họa bán chuyên nghiệp dư thì chúng ta cũng không cần quá nhiều đến cái chất lượng màn hình nó rất lớn như vậy. Những chất lượng màn hình đó thì nếu như các bạn muốn làm chuyên nghiệp thì nên chọn luôn bản M3 Pro, nó sẽ là hợp lý hơn. Đó là những nhận định của mình về chiếc MacBook Pro M3 này. Còn nếu như các bạn đang sử dụng MacBook Pro M3 thì cũng có thể để lại những phần trải nghiệm của các bạn về chiếc máy này. Cùng với đó nữa, nếu như đã rất thích chiếc máy này rồi thì cũng nhớ click vào đường link ở phần mô tả mình có để xuống để các bạn có thể đặt mua chiếc MacBook Pro M3 này luôn nhá. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.